Hello, xin chào các bạn. Đây, Mita đã quay trở lại với các bạn trong cái video này. Video này là video Mita sẽ chia sẻ với các bạn về đậu nành, isoflavonoid và ung thư vú tiếp. Ung thư vú. Các bạn biết không, làm đậu nành nó có những cái đặc biệt là nó gì? Rất là giàu canxi, rất là giàu protein. Đó là lý do mà các nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học ở phía châu Á của chúng ta, là nghiên cứu về đậu nành rất là nhiều và những công bố về đậu nành nhiều vô cùng tận luôn. Cả tiêu cực lẫn tích cực của đậu nành mang lại cho sức khỏe con người và cách sử dụng như thế nào thì bạn có một sức khỏe tốt. Thì các nhà khoa học nghiên cứu vô cùng nhiều. Và hôm nay Mita trả lời các câu hỏi cho các bạn quan tâm đối với bệnh nhân ung thư vú thì vấn đề đậu nành nó ảnh hưởng như thế nào. Không những là ung thư vú bệnh nhân mà ở trạng thái là các bạn ở tuổi trẻ, các bạn nữ còn trẻ hoặc là đang trong cái giai đoạn phát triển dậy thì các bạn chuẩn bị cho tương lai như thế nào, mình đã giảm thiểu cái nguy cơ bị ung thư vú đó, thì đó là cái video này. Đầu tiên là Mita chia sẻ về isoflavonoid. Đây mình viết được cái chữ đó cho các bạn xem nào. Đây là isoflavonate, hoặc là bạn có thể một cái gốc của nó là flavonoid ha. Đó. Thì đây là một cái hợp chất chống oxy hóa, nó có rất là nhiều trong các rau củ quả, các loại hạt, đặc biệt là trong đậu nành có một lượng vô cùng lớn. Thì cái isoflavonoid này nó có tác dụng lên bệnh nhân ung thư vú ở có cả tích cực lẫn tiêu cực. Ở góc độ tích cực là chúng sẽ ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong tương lai, và chúng sẽ cải thiện tình hình bệnh nhân ung thư vú trong giai đoạn hiện tại đang mắc bệnh đã ha. Về vấn đề là tiêu cực thì gì? Là chúng tăng nguy cơ một cách trầm trọng cho tương lai bạn mắc bệnh ung thư vú, và chúng làm cho sự trầm trọng của bệnh nhân ung thư vú đang có. Hai cái tích cực và tiêu cực này nó cực kỳ mâu thuẫn. Mita phân tích cho các bạn xíu ở góc độ khoa học, tìm và phân tích cụ thể rõ ràng như thế nào. Cái phần này là phần hơi khó hiểu cho một số bạn. Đây, ta vẽ sẵn ở đây. Đây là isoflavonoid. Thì nó ảnh hưởng đến hai nhóm ở cấp làm cho chuyển hóa những cái quy trình bên trong cơ thể ở cấp độ phân tử, ở cấp độ tín hiệu tế bào ha. Ở bên cái gọi là nó làm tăng nguy cơ trầm trọng mắc bệnh ung thư vú trong tương lai, cũng như làm trầm trọng hơn bệnh nhân ung thư vú, bởi vì cái isoflavonoid này nó điều khiển một số cái quy trình như sau. Quy trình đầu tiên nó làm giống mũi tên như thế này, nghĩa là nó làm tăng sự biểu hiện và sự hoạt động của những cái tín hiệu tế bào cũng như các gen mà nó liên quan ở đây. Và đó, cái giống mũi tên đi lên là làm tăng sự hoạt động ha. Thứ nhất đó là EGF. EGF là interferon receptor đó các bạn. Đó, thứ hai là BI9, là BE9. Cái này mà đọc tiếng Việt là nó dễ sai lắm. Thứ ba là IL-alpha. Thứ tư là BRF2. Rồi này, cyclin D1 là làm cho tế bào ung thư vú ngày một phát triển hơn. Rồi có BS2, có là TGF beta 3, rồi có cả là monoamide oxidase A, rồi alpha anti chymothyroxine rồi ạ. Nhưng nó sẽ làm giảm cái chuyển hóa NK cell mediated apoptosis, có nghĩa là nó làm giảm cái sự chết lập trình của cái quy trình chuyển hóa NK cell. Đó là cái nhóm tín hiệu này nó làm cho tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong tương lai nếu bạn chưa đang là người bình thường khỏe mạnh. Và cái nhóm tín hiệu này nó làm cho cái bệnh nhân ung thư vú trong lúc hiện tại trở nên trầm trọng hơn. Nhưng mà ở trong cái nhóm mà nó ức chế cái bệnh ung thư vú đang có, hoặc là nó làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong tương lai, thì nó liên quan đến những tín hiệu nào? Tín hiệu đặc nè,
cái nhóm đầu tiên là nó nhóm nó làm giảm sự hoạt động của những cái tín hiệu này, cũng như giảm sự hoạt động của các gen này, các gen này và các protein này. Thứ nhất là AKT, thứ hai là WNT, hoặc là thứ ba nữa là cái này là một cái microRNA 1 và 5 năm, và cái này là cái chu trình là MMP3 và cũng như là 17 beta hydroxysteroidehydrogenase 2 ha. Và một điều đặc biệt là chúng làm tăng sự chết lập trình. Chết lập trình có nghĩa là đối với những bệnh nhân ung thư vú thì cái tế bào ung thư rất là nhiều, mà chết càng nhiều thì nó có lợi cho bệnh nhân ung thư ha. Thì nó sẽ điều khiển những cái chuyển hóa được mô tả ở đây, ví dụ làm giảm sự chuyển hóa là alpha NFP beta nè, B53 nè, tăng sự chuyển hóa B53 nè, Caspase-3 nè, PAS nè, TNF alpha nè, là hay là PRAS1 2 PRAS2 ở một số người bị đột biến nó thì nó sẽ ảnh hưởng ở đây. Đó, thì đây là những cái chuyển hóa ở dưới cấp độ phân tử, cái sinh học phân tử tế bào sinh học ung thư liên quan đến cái chất gọi là isoflavones. Ảnh hưởng đến cơ thể của các bạn. Hơi khó hiểu đúng không? Không sao, bây giờ chúng ta quay lại cái phần dễ hiểu đây. Như vậy thì các nhà khoa học đã đưa ra một cái lời khuyên như thế nào đối với chúng ta để tương lai chúng ta giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Thì các nhà khoa học đã thực hiện một cái gọi là một cái cuộc điều tra rất là lâu, hơn 11.000 bệnh nhân, hơn 11.000 bệnh nhân châu Á, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore. Đây là những đất nước mà sử dụng một cái lượng đậu nành rất là lớn. Về lượng đậu nành là nó chứa rất là nhiều isoflavones, đúng không nào? Đó. Thì khoảng 11.000 bệnh nhân, các bạn tưởng ít đâu. 1.000 bệnh nhân ở theo dõi từ độ tuổi từ 13 cho đến khi người ta mắc bệnh ung thư vú. Người ta đưa ra một kết luận như thế này. Đối với những các bạn trẻ, các bạn nữ còn trẻ trong cái thời kỳ tuổi teen, cái tuổi dậy thì mà các bạn sử dụng một cái lượng đậu nành lớn hàng ngày, các lượng thực phẩm đậu nành lớn hàng ngày, kể cả sữa đậu nành, kể cả là đậu hũ chiên, kể cả đậu hũ không chiên, đậu hũ thối, hay là tất cả những thực phẩm liên quan đậu nành, hay là protein đậu nành, hay là bánh kẹo đậu nành, hay dầu đậu nành, tại vì đậu nành có chứa khắp nơi xung quanh các bạn. Các bạn thử nhìn xem đi, có chứa khắp nơi xung quanh các bạn đấy. Mà một lượng lớn thì các bạn có 90% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong tương lai ở độ tuổi U40 và U50. Đó là cái công bố của các nhà khoa học. Vô cùng nhiều, lớn hơn 90% lận. Như vậy thì những con người đó đã sử dụng tới từ khoảng 6 đến 7 gram protein. Từ khoảng 6 đến 7 gram protein. Ly chất từ đậu nành một ngày. Thì nguy cơ mắc bệnh tới 90% mắc bệnh ung thư vú trong tương lai ở cái độ tuổi U40, U50. Đó là các nhà khoa học tuyên bố. Là do người ta dung nạp hơi nhiều ở thời tuổi teen. Và bên cạnh đó thì những cái trường hợp này nó có liên quan đến tình trạng lịch sử gia đình có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú từ gia đình, và nó cũng những yếu tố khác như là cái yếu tố bị vấn đề về tuyến giáp. Những bạn bị có vấn đề về tuyến giáp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong tương lai. Đó, như vậy kết hợp lại, nếu bạn là người sử dụng rất là nhiều thực phẩm từ đậu nành từ cái thời tuổi teen, kết hợp với bạn có vấn đề lịch sử gia đình và bạn có vấn đề về tuyến giáp, thì cái nguy cơ bạn mắc bệnh ung thư vú vô cùng lớn lao. Nếu bạn thiếu một trong hai cái vấn đề như lịch sử gia đình và liên quan đến vấn đề tuyến giáp, thì cái nguy cơ của bạn thấp hơn chút xíu nhưng vẫn rất là cao. Mà cái hàm lượng các nhà khoa học tuyên bố ở đây là khoảng 6 đến 7 gram protein đậu nành trong một ngày. Đó. Còn những cái nghiên cứu khác, những nghiên cứu khác mà nó cho một cái ý nghĩa tích cực hơn, thì họ vẫn sử dụng đậu nành. Họ vẫn sử dụng một lượng đậu nành thấp hơn, khoảng tầm 1 đến 2 gram protein đậu nành được ly trích trong mỗi ngày, thì người ta có những cái biểu hiện tích cực và giảm thiểu nguy cơ vú trong tương lai, và cũng như người ta sống khỏe mạnh hơn. Đó. Thì khoảng 1 đến 2 gram đậu nành. Thì các bạn thấy đó, nếu các bạn hiểu rõ, hiểu đúng thì các bạn sẽ thực hành vô cùng
tuyệt vời, các bạn thực hành vô cùng tuyệt vời và các bạn có những kết quả vô cùng tích cực. Thì trong cái video này Mita chỉ muốn chia sẻ với cả nhà rằng là tất cả mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Khi mà bạn thực hành đúng thì bạn luôn thu nhận được những kết quả tích cực về mặt đậu nành, vô cùng đặc biệt, vô cùng vi diệu. Nhưng tất cả những video về đậu nành Mita luôn luôn nhấn mạnh là gì? Thử chọn đậu nành hữu cơ, chọn đậu nành là không biến đổi gen nè, không sử dụng thuốc trừ sâu, hóa học hay là chất bảo quản đó. Và khi sử dụng đậu nành thì nên sử dụng đậu nành lên men, và sau đó cũng nên sử dụng ở một lượng rất là nhỏ, tầm khoảng là 100 gram mỗi ngày thôi, thì bạn sẽ cảm thấy bình yên ha, bạn sẽ thấy bình yên hơn và bạn sẽ không phải lo lắng vì trong tương lai. Còn nếu bạn sử dụng nhiều quá thì bạn sẽ có vấn đề đấy, bạn sẽ có vấn đề như Mita vừa đề cập. Đặc biệt các bạn đang ở tuổi dậy thì các bạn sẽ lưu ý giảm bớt cái việc uống sữa đậu nành mỗi ngày. Hầu hết các sữa đậu nành ở ngoài thì nó không phải được sản xuất từ đậu nành organic đâu, cho nên là cái nguy cơ nó sẽ tăng cao hơn. Đó là thông điệp của video này Mita muốn gửi tất cả mọi người, tất cả các bạn trẻ, tất cả các bố mẹ đang có con đang ở tuổi dậy thì hãy lưu ý. Và cũng như các bạn nhân ung thư vú thì các bạn cũng có vấn đề chú ý một chút xíu. Và mình chúc các bạn luôn luôn vui khỏe, bình an và có một cái cuộc sống viên mãn ha. Bye bye. Mita xin mời các bạn tham gia cuộc thi ảnh kệ ca Ta Vẫn Sống tại Facebook fanpage Mita Tròn nhé. Và các bạn không phải là bệnh nhân ca thì hãy đến đó mà đọc các bài thi của các bạn khác, vô cùng tuyệt vời, và bình chọn cho các bạn khác nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.